Heo này là mình từ quay luôn hả chị? Đúng rồi, nhà con. Dạ. Bánh mì cũng tự làm luôn. Ừ, bánh mì tự làm. Giòn quá ha. Dạ giòn. Dạ. Nghe biết sao. Đây mình bán ký bao nhiêu vậy chị? 300. 300. Một chị sắc gần đúng ghê luôn đó nha. Thiếu một tí xíu nữa thôi. Đó. Camera hay lắm. Dạ. Bà canh là chính xác rồi. Mua đây mấy lần mà bà canh chính xác luôn. Dạ. Anh may đâu chứ đâu phải em canh được thôi. Thôi nhưng mà cũng định lường nó cũng gần rồi. Được. Hay lắm. Về ăn cơm hả anh? Về ăn cơm hả? Mua cho nhỏ em, chị nhà nó ăn bánh mì. À bánh mì dạ. Cái này ăn bánh mì, bánh hồi gì cũng ngon. Đây có đều cái nước sốt nó làm ngon. Dạ nước sốt hả? À cho bình nước sốt luôn. À đã dưa leo nữa. Quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay PhuTha đang có mặt tại ở địa chỉ là 4D đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú quý vị ơi. Phía trước mặt PhuTha đây là quán bánh mì heo quay Đại Dương. Khi mà PhuTha đi ngang ở đây PhuTha thấy quán bánh mì rất là lớn và chiếc xe bánh mì rất là rộng quý vị nè. Đây khá là hoành tráng luôn. Quý vị đang nhìn thấy đây. PhuTha vào PhuTha xin phép PhuTha quay quý vị ơi. Để quý vị nào có đi ngang ở đây thì có thể ghé vào dùng từ nha. Hiện tại bây giờ PhuTha thấy là có một em và một chị đang bán. Trên đây thì có heo quay da giòn nè. Và đặc biệt ở đây hồi nãy PhuTha có nghe một anh khách hàng nói là ở đây có một cái đặc biệt là nước sốt rất là ngon. Bên đây thì chị đang sắc nhuyễn cái thịt ra quý vị, sắc nhòn cái thịt ra chuẩn bị để bán. Còn bên đây là em trai đang bán bánh mì nè. Đấy. Đó, hình như là cái nước sốt đó quý vị, nước sốt đó. Hiện tại bây giờ là cái giờ cao điểm á, đi làm về nên quý vị nghe xe rất là ồn. Ở cái đường này cũng hay bị kẹt xe nữa. Vậy bình thường quán mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Không giờ. Dạ? Vậy là không giờ, không có giờ nào muộn. Thay ca 8 tiếng. À, vậy là mình bán 24 giờ luôn. Ồ, bán không nghỉ luôn quý vị ơi. Như vậy là mình chia làm 3 ca, ca 8 tiếng. Dạ. Hình như ở đây là chi nhánh 2, còn chi nhánh 1 nằm ở đâu vậy chị? Đường Lê Bình. Đường Lê Bình hả? Số bao nhiêu Lê Bình chị nhớ không? 128 Lê Bình. Dạ, 128 Lê Bình. Chị đang sắp heo quay để chuẩn bị quý vị. À, ban đầu chị sẵn lát ra cho nè. Ngoài heo quay ra thì chúng ta thấy ở đây còn xúc xích và chà đó quý vị. Mỗi ca như vậy mình bán 2 người thôi hả chị? Dạ, tối có 2 người, đây 4 người. À dạ, 1 ca 4 người. Thấy chị chặt thịt nghe bụt bụt đã quá quý vị. Thịt biết nó quen rồi. Dạ. Ở đây mình bán được lâu chưa hả chị? 3 năm. 3 năm. Dạ. Hiện tại thì mình có tổng cộng bây giờ là 2 chi nhánh. Dạ. 3 chi nhánh ở ngoài làm mát năm nay nhé. Bên ngoài công viên này riêng. 3 chi nhánh rồi. Wow, chỉ có những cây dao. Ồ, nghe không nã không. Ồ. Heo này là mình tự quay luôn hả chị? Đúng rồi, nhà con. Dạ. Bánh mì cũng tự làm luôn. Dạ, bánh mì tự làm. Nghe cái da rồi. Hầm cặp không rau. Ồ, coi chị sắp thằng lát ra đài trên này. Hầm cặp là có chả cá, heo quay, xúc xích, thịt nguội, chả. Là sập coi trong này có cái gì này bỏ hết vô. Dạ, là bao nhiêu mùa đó chị? Là 30.000. Dạ. Ủa, bánh mì heo quay là bao nhiêu hả chị? 20. Dạ. Nhiều rau, nhiều thịt nữa ha. Wow. Ở đây thì mọi thứ bánh mì heo quay là quán tự làm hết luôn quý vị. Tại vì ở trong đây chúng ta thấy là có cái lò bánh mì luôn nè. Đó, rất là sạch sẽ luôn.